virus hay diệt virus ở đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, COVID-19 lây lan khi người bệnh nói chuyện, ho, hắt hơi. Tốc độ của một giọt bắn khi hắt hơi khoảng 35 m/s, tương đương 120 km/h. Nên nếu đứng trực tiếp trước mặt một người bệnh đang ho hay hắt hơi thì không có thứ gì ngăn được, trừ những lớp màng che kín như khẩu trang mới hy vọng cản được các giọt bắn này.